Hello, xin chào các bác nhá. Hôm nay em lại lên video chia sẻ cho các bác vài sản phẩm bên em đang có này. Lâu quá rồi lại không chia sẻ đến cho mọi người những cái dòng đồ về kim khí, đồ về cầm tay anh em nhá. Đó thì video này thì là những cái đồ dụng cụ cầm tay. Anh em mới vào cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhá. Cảm ơn toàn thể anh em. Đầu tiên thì em sẽ chia sẻ cho anh em đó là cái dòng kìm bấm nhá. Kìm bấm của Mỹ và kìm bấm của Nhật. Đó, có loại xịn và có loại phổ thông. Đấy, anh em đợi em một chút đây để em sẽ lên chia sẻ cho anh em. Sản phẩm đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đến cho anh em là cây kìm bấm của Mỹ anh em nhá. Cây kìm bấm của Mỹ này. Đấy, USA nó được dập chìm trên thân kìm. Đấy, gọi là cây kìm bấm, cây kìm chết. Anh em miền Bắc thì gọi đó là cây kìm chết, còn là anh em Sài Gòn thì gọi đó là cây kìm bấm nhá. Đấy, con này cơ cấu hoạt động của nó thì nó chỉ là bóp về bên hông như này và mở ra thôi, rất là dễ dàng hoạt động. Đó, USA được dập chìm này. Các bác để ý giúp em là cái thân chấu này, con ốc chấu này, gọi là con chấu ấy, thì nó rất là to tát ấy. Đấy, thì nó rất là khỏe nhá, rất là khỏe. Và cái mép mà để chúng ta bám vào những con ốc như này, đó, thì nó rất là dày dẫn nhá, nó to to bản như này, nó phè ra hai bên như này các bác nhá. Đó, thì con này tổng kích thước của nó là đâu đó là hơn 20 phân, hơn một găng tay của em như này. Đó, và giá của nó là 130.000 thôi, giá cực kỳ là rẻ nhá anh em nhá, 130k một cây như này. Đấy, USA. Ok anh em nào quan tâm thì liên hệ giúp em nhá. Sản phẩm kìm bấm tiếp theo này thì em sẽ lên chia sẻ cho anh em một cái cây kìm bấm của Nhật, nó đến từ thương hiệu FO Japan anh em nhé. Đó, FO này, FO Japan. Đó, FO Japan. Cây này thì nó làm rất là thanh mảnh luôn. Đấy, thương hiệu FO. Đấy, kích thước của nó này cũng là hơn một găng tay của em. Đấy, thân chấu của nó đây. Chấu ốc của nó đây. Về con này cơ cấu hoạt động của nó thì nó sẽ là bóp vào như này. Đấy, bóp vào mở ra. Đó. Đây, đợi em một chút đây. Đấy. Bóp vào. Để em lấy con khác nào. Đấy, bóp vào mở ra. Đấy, nó kêu toạch một phát như này này các bác này. Đấy. Về cái thân chấu con này thì nó là thân chấu mở vòng như này, nó sẽ là nó không thẳng như con này. Đấy. Răng của nó đây các bác nhá, răng của nó đây. Đấy, răng của nó đây. Và con này thì giá của nó ấy, thì nó sẽ đắt hơn cái con USA này nha các bác nhá, đắt hơn. Và cái con kìm bấm Nhật này giá của nó ấy là 180.000 các bác nhá, 180.000. Đấy, cây kìm bấm Nhật. Anh em cứ bóp vào như này là nó sẽ mở ra thôi. Đó. Chất thép là CRV này. Đấy, trên thân này đánh ra những cái vân nhám này, tạo nên một cái độ ma sát cầm rất là sướng luôn. Đấy, lò xo của nó đây. Ok anh em nha, 180k cái dòng sản phẩm này. 180k. Sản phẩm kìm bấm tiếp theo ấy thì em sẽ lên giới thiệu đến cho anh em cái dòng kìm bấm xịn nhất của bên em nhá. Kìm bấm xịn nhất. Con này thì báo giá luôn cho anh em để anh em nắm bắt được luôn nhá. Giá là 470.000. Giá là 470.000. Đây là cái dòng kìm USA. Kìm USA anh em nhá. Đấy, kìm USA này. Đấy, được dập chìm luôn. Về cái cơ cấu hoạt động của cái con này ấy, thì nó sẽ là vẫn là bóp vào như này. Đấy, nó rất là chắc chắn. Cái thân trên này nó rất là dày dẫn này. Các bác này, thân trên nó rất là dày dẫn này. Quan trọng nhất là cái lò xo này. Đấy, cái lò xo của nó rất là ác liệt luôn. Và các bác có thể điều chỉnh được cái tốc độ bấm ở đây này. Đấy, bình thường thì các con khác thì mình sẽ là điều chỉnh ở đây. Nhưng mà con này thì mình sẽ điều chỉnh ở góc này. Đó. Thì những cái dòng này thì gọi là để anh em sưu tầm độc đáo nhá, độc đáo và nó chất lượng. Đấy, thì giá của nó cũng cực kỳ là cao, giá là 470k, 470k cái dòng này. Đấy, dòng lá cờ USA này. Đấy, USA anh em nhá. Automatic. Đó, thì cái mã này gọi là mã cây kìm bấm USA này, mã cây kìm bấm USA. Các bác cứ lên mã giá tiền rồi giúp em nhá, 470k nhá. Đó.
Nhà em thì hay lên mã giá tiền. Đấy, thì cây này cũng là cây USA nhưng giá của nó là 130. Nhưng mà cây này của nó là 470 cơ. Đấy, 470. Anh em nào đã yêu mến cái dòng này rồi, kết cái dòng này rồi thì có thể liên hệ giúp em nhé. Liên hệ giúp em Thanh. Kích tổng kích thước của nó này đâu đó là khoảng 20 phân thôi, 20 phân thôi. Dòng này dòng kìm 8 inch này. Đó, kìm bấm 8 inch. Cực kỳ là chất lượng luôn. Sờ nguyên cái chất thép này sờ đã thấy sướng rồi. Đó, ok. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái mã, đó là cái mã kìm đa năng. Kìm đa năng của thương hiệu FO Japan. Đấy, FO Japan thì nó cũng sản xuất những cái dòng kìm bấm này. Đấy, FO Japan nhá. FO Japan. Kìm bấm này thì nó cũng sản xuất một cái cây kìm đa năng ở đây. Cái kìm đa năng này thì nó là có cái kìm đầu bằng như này các bác nhá. Kìm đầu bằng. Đầu cắt của nó này cũng các thao tác thì giống như cái cây kìm bình thường. Nhưng mà nó riêng thằng này thì nó là đa năng, nó sẽ là thiết kế thêm một cái phần đầu bấm cốt này. Đầu tuốt dây điện này, các đầu tuốt dây điện từ 1.0 cho đến 6.0. Đấy, thân thì nó là bọc một lớp nhựa rất là kín đáo cho anh em làm điện các thứ này rất là ngon lành ở đây. Đấy, các phần logo Nhật của nó thì nó được in dập hai bên hông như này. Đó, tổng kích thước của nó là hơn một gang tay của em, hơn một gang tay của em như này. Đó. Thì sản phẩm này báo giá cho anh em là 250.000 một cây kìm như này nhá. Một cây kìm như này. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo em sẽ giới thiệu đến cho anh em đó là những cái mẫu đèn nhá. Đây là những cái mẫu đèn pin siêu sáng anh em nhá, siêu sáng. Và nó này, nó đến từ thương hiệu là Tokyo Japan anh em nhá. Tokyo Japan, và con này dung tích điện của nó là 3.7V. 3.7V và hoạt động từ 6 tiếng cho đến 8 tiếng. Đấy, tùy thuộc vào lúc thời điểm mới và nó là vào thời điểm cũ. Thì anh em dùng lâu rồi thì pin nó tự ngắt nó chai. Con này dòng này thì nó là dòng chạy pin 18650. Anh em có thể sạc điện được 110 cho đến điện 220. Đấy, anh em nhìn có thể quan sát AC của nó đâu nhỉ. Đó, AC của nó là điện 110 cho đến điện 220. Đấy, thì ở đây là IP của nó, chỉ số IP của nó là chỉ số chống nước của nó là lên tới IP66 anh em nhé. Đấy, có phần kết nối bịt tránh mưa này, tránh nước này. Đấy, phần cao su bịt chỗ phần sạc pin nhá. Gioăng của nó này, gioăng đỏ này. Đấy, gioăng đỏ kín đét luôn. Đấy, anh em có thể xoáy cái đầu này ra. Đấy, bên trong này một cái gioăng đỏ nữa này. Đấy, chóa đèn của nó đây, chóa đèn của nó đây, rất là to tát luôn. Đó, rất là to tát luôn. Phần cao su này. Đấy, phần cao su chống nước luôn nhé các bác nhé. Đó. Con này thì chia sẻ với anh em luôn là nó siêu sáng và xa rọi hết tầm mắt của mọi người để mọi người nhìn luôn. Đó. Thì nó bộ này thì sẽ kèm thêm cho anh em là một chiếc dây đeo như thế này để anh em đeo vào móc đây nhá. Chiếc dây đeo nhỏ như này. Đấy, tiếp tục đó là một cái củ sạc với dây sạc nữa. Đấy, dây sạc với củ sạc anh em nhé. Đây, dây sạc với củ sạc, anh em cứ về việc là trích điện vào đây cho em là cắm thôi. Đấy, rất là tiện lợi luôn nhá. Và con này nó là củ sạc đây. Đấy, anh em sạc điện từ 100 cho đến điện 240V, tức là điện một pha của mình đấy. Đó, hàng Gento, sạc là hàng Gento Japan. Hàng Gento Japan, chân dẹt. Đấy, rất là ngon lành luôn. Đầu cắm của nó đây. Thì anh em kết nối giúp em vào đây nhé. Kết nối giúp em vào đây. Rất là tuyệt vời luôn. Và con này chia sẻ với anh em là dạng siêu sáng. Dạng của nó là dạng siêu sáng cho anh em luôn. Đây. Đó, dạng siêu sáng này. Đó, sáng kinh điển luôn, sáng soi hết tầm mắt luôn anh em nhé. Đó, sáng cực kỳ rồi, sáng luôn, sáng cực kỳ là sáng luôn. Và sáng của nó rất là xa, sáng của nó rất là xa. Sản phẩm này thì báo giá luôn với anh em là 400k nhá, 400k cái dòng đèn pin siêu sáng này. Đó, anh em nào quan tâm thì liên hệ với anh em nhé, để em gửi hàng cho anh em. Rồi, tiếp theo em sẽ giới thiệu đến cho anh em cái dòng thớt Nhật này nhá. Dòng thớt Nhật này thì hàng này là hàng mới về. Đấy, hàng mới về. Đó, để em
em giới thiệu chi tiết đến cho anh em này. Đó, thì cái mã này á, cái mã này nó là hàng mã thất Seki Japan anh em nhé, thất Seki Japan này. Đấy, Seki Japan. Và kích thước của nó này là 45x30 anh em nhé, 45x30. Đấy, đây 45x30. Mặt, một mặt của nó là bằng inox, một mặt của nó là bằng nhựa. Đấy, thì anh em dùng trong gia đình cực kỳ là ok luôn. Để em bóc ra thử cho anh em quan sát này. Đấy, một mặt của nó là bằng inox và một mặt của nó là bằng nhựa. Tức là một mặt thái mặt chín và một mặt thái mặt sống anh em nhé. Thái mặt chín thì anh em thái cho em cái mặt nhựa này. Đấy, đây là mặt nhựa nhá. Mặt bằng nhựa. Thì anh em thái thoải mái, có thể là chặt một con gà 2-3 kg đều được. Đấy, 2-3 kg đều được. Về cái mặt đằng này thì nó là mặt mặt sống nhá. Mặt sống anh em có thể thái thịt sống này, rồi là chặt thịt sống các thứ ở đây. Đấy, nó kháng khuẩn cho anh em luôn. Và con này, đặc điểm con này ấy là nó có cái phần đế này, khi mà nước anh em dùng xong nó sẽ không chảy lê ra cái mặt bếp. Đấy, nó võng xuống như này thì nó sẽ chứa nước được, nó sẽ không chảy ra cái mặt bếp. Đấy, làm cái mặt bếp nó ướt nhem nhép nhem nhuốc. Đấy, thì cái dòng này thì rất là tiện lợi luôn. Cái phần này nó là phần cao su nhé, nó bo sát ở đây luôn, nó không dùng bằng keo nhưng mà nó bo sát ở đây. Đấy, kiểu nó làm hệ nẹp nhá. Đó, hệ nẹp ở đây. Có phần tay sách ở đây nhá, các bác dùng xong có thể treo vào lên cây quặc. Đấy, rất là gọn gàng. Đó, ok anh em này. Cái dòng này thì bên em đang bán với cái giá là, sản phẩm bên em đang bán cái này giá là 400k anh em nhé, 400k. Đó, 400k thì shop bên Thanh Phạm sẽ bao ship cho anh em nhé, bao ship cho anh em. Đó, thì thương hiệu của nó là thương hiệu Seki Japan anh em nhé, Seki Japan. Đấy, Seki Japan. Và kích thước của nó, em nói lại kích thước nhé, là 45x30. Tức là chiều dài của nó là 45, chiều ngang của nó là 30. Đấy, có hai mặt, mặt chín và mặt sống. Đấy, mặt nhựa, anh em thái mặt chín cho em. Đấy, thịt chín nhá. Còn mặt ni lốc này. Đấy, mặt ni lốc này anh em có thể thái những cái thịt sống này, rồi chặt những cái con gà sống này. Đấy, thịt lợn sống các kiểu đây này. Đấy, và nó có phần khay đựng nước như này, nó sẽ không trang ra cái mặt bếp. Đấy, rất chỉ là tiện lợi luôn. Giá là 400k. Anh em nào quan tâm thì có thể liên hệ với em. Sản phẩm tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến cho anh em, đó là một cái cây tô vít đa năng anh em nhé. Tô vít đa năng. Tô vít đa năng này thì nó cũng đến từ cái thương hiệu FO Japan này. FO Japan. Và nó thiết kế là chúng ta có thể xoay được 180 độ như này. Đấy, khi mà chúng ta ấn một cái nút này thì chúng ta sẽ xoay 180 độ như này. Phần đầu của nó này là phần đầu xoáy nhanh nhá, có ba nấc chỉnh. Đấy, nấc đầu tiên thì nó là xoáy nhanh về đằng này. Đấy, nấc thứ hai là mình sẽ là xoáy ngược lại thôi. Đấy, xoáy ngược lại như này. Ví dụ như này. Đấy. Và nấc ở giữa như này các bác nhé. Nấc ở giữa này thì nó thành một cái tô vít thông thường nhá. Thành tô vít thông thường. Đó. Và bên hông như dưới này thì nó là kèm thêm cho chúng ta là 10 cái đầu vít nhá. Đó, 10 cái đầu vít này thì các bác có đầu pake này, đầu PH2, PH1, PH2. Đây là đầu PH3 này. Đấy, đầu PH3 này. Rồi là có đầu hoa thị này, đầu dẹt này, đầu chữ U này. Đấy, rất là chi là nhiều đầu các bác nhá. Rất chi là nhiều đầu, gồm có 10 đầu. Đó, một cái tô vít này thì các bác sẽ xoáy được rất nhiều cái thể loại ốc. Cái phần trong cái hít nam châm này, đấy, nó hít cực kỳ là mạnh luôn, kể cả các bác có rơi xuống nó cũng không bị bong cái đầu, nên là các bác dùng thoải mái luôn. Đấy, khi chúng ta để một cái nấc giữa này thành một cái tô vít thông thường nhá. Đấy, khi này chúng ta sẽ quay xoay nhanh nhá. Đấy, xoay nhanh. Đó, ok. Giá sản phẩm cây tô vít đa năng này giá là 200.000 đồng.
Anh em nào đã cần cái thằng dòng đa năng này thì có thể liên hệ giúp em nhé. Liên hệ giúp em. Đấy, nó rất là đa năng, cầm rất là sướng luôn sản phẩm này. Rất là sướng, anh em xoáy đủ các loại thể ốc trong nhà mình. Rồi, ok anh em này. Sản phẩm tiếp theo thì em có một cái vòi xịt tưới lan này các bác này. Vòi xịt tưới lan. Cái vòi này thì nó đến từ thương hiệu Top nhá, thương hiệu Top. Và hàng này thì anh em có thể rửa sân, rửa xe, rồi rửa các thứ, tưới cây phong lan, tưới cây bonsai các kiểu rồi trong gia đình. Cái phần đầu này thì anh em kết nối cái phần đầu ống máy bơm nước sạch của mình vào là anh em có thể xài được rất là tốt rồi. Ở trong góc này thì các bác có thể là điều chỉnh các tốc độ ở đây, cái đường vòi ra tưới phun sương này. Đấy, rồi tưới sân, rửa xe các kiểu đầu ở đây. Nó có rất là nhiều đầu ở đây các bác nhá. Đấy, rất là nhiều đầu. Và cái phần này là phần cò bóp này, thân này. Đấy, rất là xịn sò đây nha các bác nhá. Rất xịn sò. Đấy, giá thành này thì chỉ có 70.000 đồng. Giá thành chỉ có 70.000 một cái này thôi các bác nhá. Đó. Thì anh em có thể là dùng cái này rất là hay này. Đấy, khi mà anh em thấy xe bẩn này lấy ra xịt, hoặc là chiều đến anh em đi làm về thấy cây cối tưới cho nó một tí rất là thoải mái thư giãn nhá. Đấy, thì cái này giá là 70.000 đồng. Anh em nào quan tâm thì liên hệ với giúp em này. Sản phẩm tiếp theo thì em giới thiệu đến cho anh em đó là những cái dòng đá ấy nhá, cái dòng đá cắt của Nhật nhá. Đá này thì nó đến từ thương hiệu của Kabushi Japan anh em nhá. Đấy, Kabushi Japan. Và nó gồm có một cái hộp như này. Bên trong thì nó có mã vạch rồi mã check code QR. Đấy, mã check code QR. Sản phẩm này thì anh em yên tâm nhá, sản phẩm này anh em yên tâm cắt cứ phải gọi là ngọt dẻo luôn. Đấy. Trong bên trong này cũng có mã code QR luôn. Đó thì cái con này là đường kính của nó là 10 tấc à 1 tấc nhá, thì gọi là 10 phân. Đó, 10 phân. Thì anh em gắn vào cái máy chuột cắt sắt rồi rất là ngon lành. Anh em để ý cái viên đá này, đường ống ánh của nó này. Đấy. Cắt ngọt lắm nha các bác nhá. Và sản phẩm này thì giá nó chỉ có 5.000 đồng một viên, 5.000 đồng một viên. Trong một cái hộp này là có 50 viên. Đấy, có 50 viên. Một cái vỉ như này là 25 viên này anh em này, cứ 25.000 một viên anh em nhá. 25.000 một viên. Đó, anh em nào quan tâm thì liên hệ nhá. Nó quan tâm thì liên hệ đây, các bác có thể là quan sát giúp em này. Đấy, con này cắt thì bao phê luôn cho anh em nhá, cắt cứ phải là ngọt dẻo luôn. Đó, mã vạch, mã QR các kiểu cho anh em để anh em check ở đây nhá. 5.000 đồng một viên anh em nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em giới thiệu đến cho anh em một cái bộ đồ nghề, đó là bộ đầu khẩu đa đầy đủ các bộ nhá. Đấy, bộ khẩu này thì nó có khẩu từ 10 cho đến đầu 32. 10 cho đến đầu 32. Đấy. Nó đến từ thương hiệu Kabushi Japan anh em nhé. Kabushi Japan được dập chìm trên các thân khẩu như này. Đó, tay khẩu của nó đây. Tay khẩu nó đây. Nó thiết kế cực kỳ là sắc nét và xịn sò luôn nhá. Hàng mới nhá, hàng mới luôn. Đấy, hàng Kabushi Japan. Đấy, chất thép CRV. Đấy. Đây là đầu tay khẩu 1/2 nha các bác nhá. Tay khẩu 1/2, tay đảo chiều này. Tay đảo chiều này. Và cái bộ này thì nó sẽ gồm cái đầu lắt léo như này. Đầu lắt léo này để cho chúng ta có thể xoay vào những cái góc khó nhá. Góc khó ở đây này. Đấy, góc khó ở đây này. Và thêm là có một cái tay công này. Tay công dài 40 phân. Tay công dài 40 phân. Đấy, tay công này cho các bác này. Anh em có ô tô nhá, cũng phải thử ở đây một bộ như này, hoặc anh em làm nghề sửa xe có một bộ đầy đủ như này. Đây là thanh nối dài này. Đấy, cái bộ này thì nó có hai thanh nối dài, thanh ngắn và thanh dài. Đấy, thì các bác có thể nối thêm thật là dài nữa cũng được. Đấy, nối thêm thật là dài nữa cũng được, thì đâu đó là nối thêm là khoảng tầm hơn 40 phân này. Đấy, hơn 40 phân nguyên cái phần thanh nối dài đó. Và cái bộ này này nó sẽ gồm thêm cho anh em thêm một cái đầu công như này nữa này. Đấy, đầu công này nữa. Đấy, các bác nhá. Đấy, đầu công này nữa cho các bác xoáy này. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Và giá con này là 800.000 đồng anh em nhá. 800.000 đồng.
hàng Kabushi Japan. Đấy, hàng Kabushi Japan, chất thép CLV. Hai con này con 23 này. Đấy, nó từ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Đấy, nó liền mạch luôn nhá. Có những cái bộ nó không có con 17 đâu. Đấy. Nhưng mà cái bộ này là sẽ đầy đủ các chi tiết cho anh em này. Đấy, một cái hộp này bên trong là một cái hộp sắt nhá, hộp mà tôn được phun sơn tĩnh điện. Đấy. Và được dập nổi hàng thương hiệu ở trên này. Trên này. Đó, anh em dùng xong xách đi rất là ngon lành luôn. Anh em dùng xong xách đi công việc rất là tiện lợi luôn. Đấy, ok anh em nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến cho anh em đó là cái cây kìm 45 độ, kìm cắt tôn 45 độ như này. Đó, thì cái cây kìm này anh em dùng trong công việc cắt tôn, cắt nhựa thì cực kỳ là xịn sò luôn. Và rất là dễ cắt nhá, rất là dễ cắt. Thì các bác không cần phải nâng một bên đâu, cứ thế này mà chúng ta đi thôi. Đấy, cứ là chúng ta đi thôi. Tại vì nó nghiêng 45 độ, nó không chạm vào cái tay. Đấy, cái phần lá tôn ấy thì nó sẽ đi vào những cái rãnh như này. Đấy, tạo lên. Và không bị vướng cấn tay gì cả. Như bình thường các bác dùng cái kéo kia thì phải nâng một bên lên, chúng ta lách vào thì chúng ta mới cắt được. Nhưng mà con 45 độ như này thì cắt rất là tiện lợi luôn, dễ dàng cho công việc của mình nhá. Đó, thì cái giá của sản phẩm này là 200.000 đồng anh em nhá. 200.000 đồng, nó đến từ thương hiệu Kabushi Japan. Đấy, Kabushi Japan. Và sản phẩm này là sản phẩm mới, chưa qua sử dụng đâu anh em. Đó, 200k. Anh em nào quan tâm thì liên hệ này. Đấy, tiếp theo là em lên nhanh cho anh em một cái bộ tô vít cách điện này nữa nhá. Cái bộ tô vít cách điện này thì một cái vỉ như này gồm có 2, 4, 6, 7, 7 chi tiết nhá, 7 con tô vít. Đó, một cái vỉ như này. Và giá của nó là 160.000 thôi. 160.000 một cái vỉ như này. Quá là rẻ luôn. Đó, một cái vỉ như này thì các bác bên trong là sẽ có một cái cây bút thử điện này. Bút thử điện này. Đấy, bút thử điện thông thường nhá. Tiếp theo đó là có những cái đầu pa ke, đầu dẹt, đầu lớn, đầu nhỏ đây. Đấy, đây là đầu pa ke này. Đấy, đầu pa ke nhá. Phần cách điện của nó này, nó cách điện từ đầu đến đuôi luôn này. Phần nhựa nó được bo đầu đuôi này, thì anh em có thể đấu điện sống được, xoáy điện sống được, rất là tuyệt vời luôn. Đó, thì cái sản phẩm này ấy là sẽ có đầu dẹt, đầu pa ke nhỏ, lớn, nhỏ đều có hết nhé các bác nhá. Đều có hết đây này. Đây này. Đấy. Đầu ba ke, đầu nhỏ, đầu dẹt đều có hết nhá. Và sản phẩm này nó cũng đến từ thương hiệu của Kabushi nhá. Đấy, Kabushi, anh em lên mã giúp em là bộ tô vít đỏ vàng nhá. Bộ tô vít đỏ vàng giá là 160.000 đồng. Đấy, 160.000 đồng. Sản phẩm tiếp theo thì ở bên đằng này, em đang có một cái bộ kìm. Bộ kìm này nó là bộ kìm Đức nhá, bộ kìm Đức. Đấy, của Nhật nhưng mà chỉ dành riêng cho thị trường Đức thôi, nên là em gọi đó là bộ kìm Đức. Đấy, cái bộ kìm Đức này thì nó là một cái bộ ba nha các bác nhé. Bộ ba. Ồ, cái cây kìm cắt hình như là đang hết rồi. Thì để video sau em sẽ giới thiệu đến cho anh em cây kìm cắt sau nhé. Thì ở đây là có một cái cây kìm, bộ kìm ba như này. Đó, thì nó sẽ đến từ thương hiệu của Kabushi Japan. Đấy, Kabushi. Đấy, Kabushi Japan đây nha các bác nhé. Kabushi Japan này. Đấy, Kabushi Japan đây nhá. Có mã vạch check cho anh em này. Đấy, thân kìm đây. Thân kìm này rất là chắc chắn luôn. Kích thước, tổng kích thước của nó là hơn một gang tay của em. Hơn gang tay của em. Đấy, thân đầu kìm thiết kế rất là chắc chắn này. Thương hiệu này, Quality Germany. Tức là thằng này nó bán chỉ riêng, dành riêng cho thị trường Đức thôi anh em nhé. Dành riêng cho thị trường Đức thôi. Đó, nó thiết kế rất là độc đáo ở đây này. Đấy, thiết kế rất là độc đáo đây. Con này thì đảm bảo anh em là dùng là bao phê luôn, bao phê luôn. Anh em làm xong thì cất gọn vào, không sảnh ra cái là có thể là mất như chơi. Đó. Thì sản phẩm này em báo giá luôn cho anh em này là 200.000 một cây kìm đầu bằng như này nhá. 200.000 một cây đầu bằng. Và cây đầu nhọn như này. Cây đầu nhọn như này. Cây mỏ nhọn nhá, các bác bảo là cho anh lấy một cây mỏ nhọn nhá. Cây mỏ nhọn này thì giá là 170.000 đồng anh em nhá. Giá của nó là 170.000 đồng, nó đến từ thương hiệu Kabushi Japan. Đó. Thì em còn một cây kìm cắt nữa. Đấy, một cây kìm chuyên cắt nữa nhá, cây kìm chuyên cắt nữa. Thì cả bộ ba của nó là 500.000 đồng, thì kênh em vẫn bán. Anh em nào mà chưa xem được cái
cái bộ ba kìm này thì có thể vào trên kênh của em để xem lại giúp em tí nhá. Đó thì hiện tại ở đây nó đang không có cây kìm cắt. Đấy. Thì anh em mua bộ ba cây như này thì sẽ là tiết kiệm được 70.000 đồng. Đó, ok anh em này. Đấy, để em giới thiệu cho anh em sản phẩm khác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến cho anh em đó là cây kìm mỏ quạ nữa này. Đấy, cây kìm mỏ quạ này. Về kích thước của nó này là gần hơn để em đo trực tiếp luôn. Cây kìm này thì tổng kích thước của nó nhá là 31 phân này, để mà mở hết cái hàm răng của nó ra như này thì các bác có thể xoáy được con ốc gần 5 phân. Đấy, 4 phân 9 đây 5 phân đấy, để mà mở hàm vào trong như này. Đấy, mở hàm như này để mở hết cỡ như này là khoảng được 6 phân rưỡi. Đó thì con này là con kìm mỏ quạ của thương hiệu Kabushi Japan. Thì con này nó xoáy được gọi là con kìm mỏ quạ 12 inch à. Đấy, giá con này là 170.000 đồng anh em nhé, 170.000 đồng. Chất thép của nó rất là lì luôn, rất là lì lợm luôn. Ok anh em này. Đấy, 170.000 đồng. Sản phẩm tiếp theo là những cái dòng bộ lục giác nhá. Bộ lục giác đầu bi, bộ lục giác đầu bi và đầu lục giác như này. Anh em lên mã giúp em là đậu bộ lục giác màu này, bộ lục giác màu giá là 200.000 đồng một bộ như này. Đấy, nó đầy đủ các màu nhá. Đấy, rất là ngon, hàng của thương hiệu Kabushi Japan ở đây. Đấy, Kabushi Japan ở đây các bác nhá. Đấy, giá là 200k. Ở bên này thì em đang có cả một cái bộ lục giác bộ lục giác hoa thị nữa này. Đấy, bộ lục giác hoa thị này thì nó là bộ lục giác của thương hiệu Kolitsu. Thì cái mã này nó là hàng mã của Anh, hàng mã châu Âu nhá. Đấy, và giá của nó là 200.000 đồng. Đấy, thương hiệu các thứ nó được dập chìm trên trên thân này hết nhá anh em nhá. Trên thân này hết này. Đó. Bộ lục giác hoa thị này giá cũng là 200k anh em nhé, 200k. Đó, ok, để em ra sẽ giới thiệu sang sản phẩm khác cho các bác tham khảo nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái bộ tô vít đa năng của thương hiệu Kabushi Nhật nhá, Kabushi Japan này. Đấy. Và giá con này thì cực kỳ là rẻ thôi, chỉ có 150.000 một vỉ như này các bác nhá. 150.000 một vỉ như này. Một vỉ như này là sẽ gồm có 2 4 5 5 mũi. Và 5 mũi thì sẽ có 2 mũi 6 này. 2 mũi 6 đầu lục giác như này các bác gắn vào những cái máy mũi khoan cực kỳ là tiện lợi luôn. Đấy, đầu pake nhá, đầu pake này. Những cái dòng như này xoáy khoan này cực kỳ là ngọt nhá. Sẽ là gồm có 2 mũi 6, 1 mũi 8 này, 1 mũi 10 và 1 mũi 12. Thì anh em dùng một cả bộ như này là rất là ngon nhá. Cả bộ như này rất là đầy đủ luôn. Đấy. Và các bác muốn dùng bền ấy thì nên dùng như này cho em này. Đấy, các bác cho đầu máy khoan vào, chúng các bác khoan như này, khoan một tẹo xong là chúng ta sẽ là nhúng cái đầu này vào tí nước này xong lại khoan tiếp này. Thì nó sẽ tạo cho cái độ nguội, cái độ ma sát của nó ít đi. Khi nó giảm được cái độ mài của cái đầu pake này, mòn. Đấy, nó giảm được cái độ mòn của cái đầu pake này thì nó sẽ là giữ được rất là bền và nó rất là sắc nữa. Đấy, khi mà mình mài và mất cái đầu pake này thì nó sẽ nhụt đi thôi. Đấy, thì các bác dùng nên chấm cho em một ít nước khi mà khoan nhá. Đó, giá của sản phẩm này thì nó là 150.000 đồng. Thì anh em khoan gạch men, khoan bê tông cũng vẫn đều được. Đó anh em nhá. Đó, 150.000 đồng. Sản phẩm tiếp theo thì em sẽ lên giới thiệu đến cho anh em. Hôm nay thì video em sẽ giới thiệu nhanh nhá, không nhiều anh em bảo là em miên man quá thì em sẽ giới thiệu nhanh. Anh em nào mà thích quan tâm thì có thể là kết bạn Zalo thì em sẽ chia sẻ thực tế hơn cho các bác nhé. Ở đây em đang có một cái cây khò ga của thương hiệu Kabushi Japan như này. Đấy, Kabushi Japan này, con này khò ga tự động đánh lửa nhá. Anh em chỉ cần đấu vào cái bình ga này và chúng ta bóp cò như này sẽ đánh lửa này. Cái phần đầu như này thì các bác là chỉnh ga nhá, chỉnh nhiệt độ là ga ra, ga vào. Đấy, thì cái phần đầu như này nó rất là to tát này, rất là to luôn, to khủng bố luôn, nên là cái độ chắc chắn của nó rất là chắc chắn luôn nhá. Cái này là phần gió này,
thì giá của sản phẩm này là 170.000 đồng anh em nhé, 170.000 đồng một cái cây khò ga đánh lửa như này. Ở đây thì em đang có mấy màu, nhưng mà cái này thì chắc là chọn ngẫu nhiên thôi, ngẫu nhiên cho các bác thôi, tại vì con nào nó cũng đẹp cả. Đấy, 170.000 đồng. Tiếp theo ở đây là em đang có cái dòng dòng khò ga đúc đồng anh em nhé. Nó đến từ thương hiệu Tojima Made in Japan. Đấy, Tojima hàng Made in Japan. Cái đầu đánh lửa ở đây và cái đầu ra lửa đây, và đầu này là đầu chỉnh nhiệt của độ ga của khò nhá. Cái này là cái phần che gió này. Đấy, vào gió nhiều, vào gió ít này. Đấy, tức là gió nhiều thì nó sẽ khò thật mạnh hơn, khò mạnh hơn. Đó, và gió ít thì nó sẽ là khò ít hơn. Cái phần này thì các bác kết nối vào cái bình ga giúp em này. Đó, thì anh em mà có làm nghề ấy, hoặc là anh em hay ở nhà hay nướng đồ ăn các kiểu thì có thể cũng phải nên có một cái trong gia đình. Đấy, đến lúc mình dùng rất là tiện nhá. Rất là tiện. Đấy, như anh em thợ hồ thì hay khò những cái bạt ở trên trần nhà. Đấy, làm không cần phải đốt cái gì cả, mình cứ lấy này khò rất là tiện luôn. Giá của con khò đồng này chỉ có 150.000 đồng thôi. Đấy. Cái nhược điểm của nó thì anh em phải mồi lửa. Đấy, nhà một tí ga anh em mồi lửa. Còn bình thường là các bác như con kia thì phải tự động đánh lửa thôi. Anh em chỉ bóp cò phát này nó lên lửa thôi. Nó đánh lửa cho anh em thôi. Nhưng mà cái ưu điểm của nó là nó bền. Cái dòng này ưu điểm của nó là nó bền các bác nhé. Tiếp theo đó là cái này xì khô dành cho anh em chuyên làm bụi bẩn này, chuyên làm sửa xe này. Đấy, khi anh em làm như kiểu anh em làm thóc lúa này các kiểu này, làm xưởng xiếc mà cần xì khô thì có thể là dùng cái dòng sản phẩm này. Đây là dòng xì khô của thương hiệu Kabushi Japan anh em nhé, Kabushi Japan. Đó, có phần đeo này, phần đeo này thì chúng ta sẽ xoay 180 độ được đây này. Đó, 180 độ được, anh em dùng xong quặc lên đâu đó này, quặc lên đâu đó nhá. Phần đầu này, phần đầu của nó đây. Đó, phần đầu xì của nó đây. Phần này, phần bóp này. Phần này thì nó sẽ là kết nối vào cái ống bình hơi nhá. Ống bình hơi chúng ta sẽ bóp. Giá của sản phẩm này là 150.000 đồng anh em nhé. Đây, 150k anh em này. 150k anh em nhé. Đó, ok anh em này. Sản phẩm tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến cho anh em và các bác một chiếc cây kìm tút dây điện. Đấy, cây này cây kìm tút dây điện đa năng ở đây. Đấy, rất là xịn sò nhá, rất là xịn sò và chắc chắn luôn. Kích thước của nó là hơn một gang tay của em nhé, hơn một gang tay này. Đó, hơn một gang tay của em luôn. Đấy, thì con này nó tút dây điện cỡ nào nó cũng tút được, cỡ nào nó cũng tút được, to nhỏ đều được hết. Đó, có phần cắt dây điện này, có phần cắt dây điện ở đây nhá. Đấy, đây này, cắt dây điện. Phần này là phần bấm cốt này, bấm cốt dây. Đó, thì để em thao tác cho anh em xem này. Đây này, em cắt dây điện cho anh em xem nhá, ngọt dẻo luôn. Đó, ngọt dẻo luôn nhá. Đấy, ngọt dẻo luôn. Đấy, ngọt dẻo luôn. Đấy. Đấy, ngọt dẻo luôn. Và cái phần tuốt dây điện đây, cái này là cái cữ anh em nhá, cái cữ này. Đấy, khi mà anh em cần cữ thì đưa vào đây, không cần cữ thì có thể đưa đằng trên này cũng được. Đấy, tuốt ra phát một luôn. Thì con này có thể tuốt một phát 2-3 giây được. Đấy, nó vẫn còn chỗ cho anh em đưa một phát 2 giây vào nhá. Đây này. Đấy, nó rất là rộng rãi luôn này. Đó, đưa một phát 2 giây như này vào được. Đây, để em tuốt thử phát 2 giây nhá. Tại vì là cái đoạn dây này là dây test nên là nó hơi ngắn. Đấy, đây này. Đấy, nhậm một phát 2 giây cho các bác xem này. Đó, thấy không? Tuốt này. Đó, các bác thấy không? Đấy, phần tuốt của nó đây. Đấy, phần tuốt của nó đây nhá. Rất là ngon luôn. Ở đây là cái phần cữ này. Đấy, các bác cần cữ bao nhiêu thì có thể đưa ra. Đấy, đưa ra cữ như này. Đó. Và không thì chúng ta sẽ đưa vào. Cái phần này là sẽ làm phần xoáy cho cái răng này ngạm ngoạm nó sâu hơn. Đấy, nó giữ sâu hơn. Đấy, khi mà chúng ta dùng cái cỡ to hơn đấy. Đấy, cỡ to hơn này. Đấy, thì nó sẽ ngoạm mà. Cái này ép xuống, ép thật chặt xuống thì nó sẽ ngoạm cực kỳ là bám chắc cái phần ngoạm này luôn. Đó, thì sản phẩm này ấy, báo giá luôn cho anh em là 200k nhá. 200k, dây kìm tuốt đa năng dây điện này.
cắt dây điện bấm cốt kìm tuốt dây điện của thương hiệu Kabushi Japan anh em nhé. Giá của nó là 200.000 đồng 200k đó anh em nhé, 200k. Ok anh em này, 200k cây kìm tuốt dây điện. Ok anh em nhá. Còn rất nhiều dòng sản phẩm ở đây, nhưng mà để video sau em sẽ giới thiệu đến cho anh em kỹ hơn các dòng sản phẩm khác nhé. Đấy, trong cùng một cái video thì em sợ các bác không có thời gian để xem hết tất cả các sản phẩm ở bên em. Đó thì em sẽ chia nhiều ra thành nhiều video khác nhau. Thì anh em có thể đăng ký kênh giúp em, đăng ký kênh và bấm nút like để giúp em Thành nhé. Rồi anh em có thể cập nhật được những cái dòng sản phẩm em mới về, cũng như là lâu lâu lên thanh lý một số cái mặt hàng để anh em có thể có những cái dòng sản phẩm khác anh em dùng. Ok. Đấy. Em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau. Chúc anh em có một ngày mới năng lượng và nhiều sức khỏe bên gia đình. Sản phẩm tiếp theo thì em giới thiệu đến cho anh em đó là một cái dòng bánh xe này. Một cái lô bánh xe này nó là hàng lô mới nhá. Lô mới nhưng mà về Việt Nam thì nó cũng được đi va chạm rồi, là nó hơi xước sát một tí thôi. Rồi nói chung là anh em nhìn cái bát của nó này. Đấy, bát của nó cực kỳ là mới luôn. Đấy, bánh xe này. Đấy, rất là mới nhá. Thì cái dòng này, bánh này bánh chịu lực luôn anh em ạ. Bánh chịu lực luôn và có khóa nhá. Có khóa đây này. Thì con này anh em rất thích hợp cho anh em mà lắp vào thí dụ như đồ giá phơi đồ này. Rồi là những cái tủ mà anh em hay di chuyển được này. Những cái là dòng loa kẹo kéo này. Đấy, rồi là những cái đàn piano. Rồi là rất là nhiều thứ mà các bác có thể đưa vào được. Chiều cao của nó là 5 phân nhé. Chiều cao của nó là 5 phân. Và đường kính của cái bánh này nó là 4 phân. Và chiều ngang của hai cái bánh này cũng là hơn 4 phân một chút anh em nhé. Hơn 4 phân một chút. Đó, thì cái bát như này thì để em đo chi tiết cho anh em để anh em nắm được này. Đấy, tâm bát ấy, tâm bát để chúng ta bắt lỗ ấy, bắt ốc ấy thì nó là 2 phân rưỡi. Nó là 2 phân rưỡi các bác nhá, 2 phân rưỡi. Đấy, về bên hông như này, đo tổng thể cái bát bắt như này thì nó là 3 phân 8. 3 phân 8. Đó thì cái dòng bánh này chỉ có 20.000 một bánh thôi. 20.000 một bánh các bác nhá, 20.000 một bánh này. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Đó. Ở shop em thì nói chung là còn rất là nhiều các mặt hàng, nhưng mà thôi để video sau em sẽ giới thiệu cho anh em tham khảo những cái mặt hàng khác nhé. Đấy thì em sợ các bác không có thời gian xem hết trong cùng một cái video ấy, thì em sẽ cắt nhỏ ra các sản phẩm ra từng video một. Thì anh em nhớ bấm kênh thông báo để em chia sẻ cho anh em những cái dòng sản phẩm khác, cũng như là một số cái dòng sản phẩm mới về nhé. Mới về thì anh em có thể cập nhật được ngay. Đó, sản phẩm ở đây thì nó sẽ không có số lượng nhiều, có sản phẩm có số lượng, có sản phẩm không có số lượng thì anh em bấm nút chuông thông báo và ấn nút đăng ký kênh thì anh em cập nhật được ngay. Ok anh em nhé, chúc anh em có một buổi trưa thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe bên gia đình. Ok, em Thanh xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.